Mỗi năm, lượng du khách Hàn Quốc tăng lên và những điểm đến nổi tiếng của Hà Nội dần trở nên quen thuộc với người Hàn Quốc. Tôi xin giới thiệu một điểm chụp ảnh vẫn chưa được nhiều khách du lịch biết đến. Gia Lâm, cách Hồ Hoàn Kiếm, một địa danh du lịch nổi tiếng chỉ có 10 phút đi xe. Đã có rất nhiều người đến đây chỉ để chụp những bức ảnh đẹp. Vậy chúng ta hãy cùng xem những bức ảnh đó như thế nào nhé. Những ngôi nhà nối nhau đứng thẳng tắp trên bờ hồ. Hình ảnh những ngôi nhà kéo dài trên hồ thật giống như một bức tranh. Nếu bạn xoay hình ảnh những ngôi nhà nối nhau và phản xạ dưới mặt nước như thế này 90 độ thì sẽ thấy giống hình một tòa tháp đang leo dài hướng lên bầu trời. Vì vậy mà tên gọi của nơi này là Tháp Hà Nội. Thật ra tên gọi của hồ này là Hồ Cầu Tình. Dịch sang tiếng Hàn sẽ là Hồ Cầu Nguyện Tình Yêu. Vì vậy có rất nhiều những đôi yêu nhau tìm đến nơi đây để hẹn hò và thư giãn. Gần đây, địa điểm này cũng bắt đầu được du khách biết tới và rất nhiều bức ảnh đều được đăng tải lên trên mạng xã hội. Nếu có dịp đến Hà Nội, bạn hãy đến những nơi lãng mạn, đẹp và ít người biết đến như thế này nhé.